Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Phi báo hợp bích, thiên hạ vô địch. Ơi, đao của ta, trên người của đám người này đều là cái quái gì vậy? Đại đương gia, lương thực có tổn thất gì không? Tình hình thế nào rồi? Đã bắt được người phóng hỏa hay chưa? Có lương thực, có trọng binh canh gác, bọn họ sao lại lẻn vào được? Báo cáo đại đương gia, một nhóm người của bọn họ mai phục ở ngoài thành phóng hỏa thiêu cháy ruộng vườn, thu hút sự chú ý của lính canh gác. Một nhóm còn lại động tay ở trong thành thiêu cháy lương thực, chính là thiêu cháy kho lương thực mới. Binh lính canh gác vẫn chưa có lượng lớn đi vào để bọn họ thừa nước đục thả câu. Hai bên đều đem theo dầu hỏa, nhìn lửa thiêu cháy rất lớn, nhưng bên thành ngoài chỉ hủy hoại mấy mẫu lúa mì, mà kho lương thực mới chưa có lương thực cất giữ, tổn thất không lớn. Người đâu, bắt được chưa? Bắt được mấy người vừa nãy đã thẩm du à nhầm thẩm vấn rõ, bọn họ là giang hồ nâu na ở thành Nương Châu phái đến, các huynh đệ ba quyền hai cước, thì đã đem tất cả mọi thứ nôn hết ra rồi. Ngược lại cũng không thể nào sơ ý, ta sẽ đích thân đi thẩm du à nhầm thẩm vấn. Đại đương gia, vẫn nên để chúng ta đi thẩm du à thẩm vấn cho. Vậy sao? Đám người này từ dưới đường nước chảy đào lên địa đạo, chui ra từ nhà xí gần kho lương thực để phóng hỏa, trên người đều là vật ngũ cốc luân hồi. Các huynh đệ cho bọn họ vài quyền, bây giờ còn đang nôn ra. Hai bên đều đã nôn ra trên ý nghĩa hai tầng. Đúng là đám người độc ác. Vậy đám lão bát này giao lại cho người. Đại đương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ phái 3.000 đại binh tìm kiếm toàn thành, tuyệt đối không để thả một người đi, lão bát. Đúng rồi, nếu như trên người bọn họ có đem theo mùi tanh, cho dù rời khỏi thành Cáp Mồ, lựa chọn tốt nhất là sông Cầm Xuyên. Nhanh, phái người theo ven sông Cầm Xuyên bên ngoài thành tìm kiếm. Rõ. Sông Cầm Xuyên bên ngoài thành, tiệm thợ rèn bên cạnh sông. Đánh chết hắn, đuổi theo. Chính là bọn họ, đám thiêu cháy lương thực của chúng ta. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Ơi, ăn lưu tinh hồ điệp chùy của ta, ăn lưu tinh phi truyền của ta. Đám thợ rèn này đều là những quái vật gì vậy? Không ổn, hắn muốn nhảy xuống sông chạy trốn, đập chết hắn. Các ngươi không bắt được ta đâu. Tặc nhân, ăn một chùy của ta đi. Ngươi, mục trưởng canh. Giọng nói này quen thuộc thật, là người của thành Nương Châu, hắn nhận ra mình. Không biết những huynh đệ khác có nghe thấy hay không. Cường ca đúng là ngắm chuẩn thật, ăn một chùy này không chết cũng bị tàn tật một nửa. Thân thủ này của Cường ca, cho dù là lên chiến trường nhất định cũng là 100 phu trưởng. Không hổ danh là Cường ca, thể lực và mắt nhìn này, cho dù có tồi tệ vẫn là một trinh sát xuất sắc. Ơi, các huynh đệ nói đùa rồi, ta chỉ là sức lượng mạnh một chút mà thôi. Đi thôi, quay về làm ngủ. Lần này thành Nương Châu phái ra hơn 10 người trong giang hồ, đều là người liều mạng đến từ các nơi. Nhưng chị An ở trong thành rất nghiêm, vừa mới phóng một chút nữa thì đã bị bắt hiện hình, sau đó hoang mang, tan tác như là ong vỡ tổ. Không sao thì tốt, vẫn nên cẩn thận đề phòng cho chắc. Bọn họ lần này không thành công, nói không chừng còn có lần sau. Đại đương gia, người bắt được nên xử lý thế nào? Giết, chém đầu ở đường Tây, xác ở cửa Đông. Vâng, xem ra khi chúng ta mai đào, Tống Bá Khang cũng không rảnh tay. Không xuất binh lính,
ngược lại là xúi giục người giang hồ ra tay. Hôm nay nếu như không thể hiện ra thủ đoạn lôi đình, sau này e rằng hậu họa khó lường. Có gì đó sai sai. Tiểu Anh, ý của nàng là sao? Chiêu làm lương thực cạn kiệt này quá là sơ sài. Tâm tư của Tống Bá Khang cực kỳ tỉ mỉ, đây không giống như là tác phong của hắn. Rõ ràng biết được kho lương thực là nơi có trọng binh canh giữ, thậm chí còn không điều tra rõ ràng vị trí mới và cũ của kho lương thực, không phái ra tinh nhuệ đi điều tra, lại tùy tiện xúi giục mấy người giang hồ không có tính quỷ luật đi phóng hỏa. Một khi thất bại sẽ gây ra cảnh giác, nhưng mà bọn họ cứ đến như vậy. Rất là kỳ lạ, chuyện tối qua bách tính của toàn thành đều biết, giống như là cố ý làm mọi chuyện càng lớn càng tốt. Trả lương thực, trả lương thực. Chúng ta muốn lương thực, trả lương thực. Không cần lãi nữa, nhanh đem lương thực trả lại cho chúng ta.